Hi, chào các chị em. Hôm nay em shop tóc giả Lan xin giới thiệu cho các chị em một cái mẫu tóc tém xoăn trung niên. Em đang đội trên đầu em là bộ tóc tém xoăn trung niên không có mái. Một cái mẫu này thì là phù hợp cho chị em trung niên công sở, vì các chị em nào mà yêu thích những mẫu tóc mà không có mái nhá. Nhiều chị thì yêu cầu hàng tóc có mái thì nó sẽ tạo được cái cung trán cho mình, nó cũng che đi một phần khuyết điểm. Nhưng cái mẫu này là mẫu không mái, rất nhiều chị cũng thích. Mẫu này thì em nhập về có màu nâu đen và màu sô-cô-la hạt rẻ. Em đang đội trên đầu là mẫu nâu đen, nhưng mà mẫu sô-cô-la rẻ thì cũng rất là đẹp. Đấy, vì hôm nay em mặc quần áo màu tối cho nên em đội mẫu này là mẫu màu nâu đen. Cái mẫu tóc này thì là bằng sợi tóc thật 100%. Đấy, em quay đi để bên trái bên phải để cho các chị xem nhé. Bằng tóc thật 100% và trên đỉnh đầu, phần đỉnh đầu của nó là uốn bồng bềnh, trải bồng bềnh, trải bốc lên và bồng bềnh. Sóng của nó lọn là lọn ở trên phần đỉnh đầu, rất là sang chảnh. Thực sự là những cái năm gần đây ấy, thì là theo cái xu hướng mới thì, và thứ hai là do nhu cầu sử dụng thì rất là nhiều chị thích mẫu tóc tém xoăn trung niên. Nó phù hợp, thứ nhất là về thời tiết, không bị bí nóng. Phù hợp trong cái quá trình mà mình sử dụng, như là cách đội này, rồi đi lại hoạt động nó không bị vướng víu. Và thứ ba là rất là phù hợp cho mình là khi giặt sấy hàng ngày liên tục, sử dụng rất là thuận tiện. Về giá thì là những cái mẫu tóc này bên em bán làm bằng sợi tóc thật 100%, nhưng mà giá nó thì rất là hợp lý để cho các chị nào cũng có thể sử dụng. Giá thì khoảng độ 2 triệu quay đầu về, vì nó phù hợp với cái dòng tóc tém xoăn trung niên. Vì là sợi tóc thật, do đó là các chị dùng sẽ rất là thoải mái, khác hẳn với cả sợi tơ nhân tạo. Sợi tơ nhân tạo thì khi dùng nó sẽ hay bị bí nóng, hầm nóng. Nhưng mà sợi tóc thật thì thực sự là rất là dùng đã đẹp, lên form rất là đẹp, và thứ hai là nó rất là nhẹ đầu. Các chị cần em tư vấn các mẫu tóc thì các chị nhớ nhắn tin vào Facebook Tóc Giả Lan 0386421890, hoặc là số điện thoại Zalo. Số điện thoại Zalo của em là số Facebook là số điện thoại Zalo là 0386421890, và Facebook của em là Tóc Giả Lan. Các chị cứ nhắn tin vào thì em sẽ có tư vấn các cái mẫu tóc.